Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình anh em nhá. Và ở cái này thì nó hơi đặc biệt một chút, thì mình sẽ chiến đấu với cái số vốn là ban đầu là một viên anh em nhá. Với số vốn một viên này thì chúng ta sẽ kiếm cơm gạo như thế nào? Đối với những anh em vốn nhỏ thì chúng ta sẽ phải chơi ra làm sao? Ok, một viên này chúng ta sẽ chia vốn như thế nào nhá? Đối với anh em vốn một viên này chúng ta chỉ cần chốt lãi mỗi ca 3 lít, 3 đến 5 lít là ok rồi đúng không anh em? Này 11 tài 11 này. Tài 11 phải xỉu, tài 1 phải tài, tài 1 xỉu, tài 1 tài. Ok luôn. Tay này là vào xỉu. Nhờn với anh à? Uy tín chưa anh em? Uy tín chưa? Này. Tay đầu tiên lụm lúa luôn. Đó là áp dụng theo công sức công công thức đó là lịch sử điểm xính ngầu. Ok. Ây giời, nó hơi lag này. Mạng này kém, không sao. Ôi bên này giống bên kia này. Đây à, cũng 21 này. À, bên này là 321, bên này khả năng là 33 đấy. Khả năng 33 anh em nhé. 16 với 6 là đi 22, 22 chẵn xỉu. 2 chẵn xỉu thì là 321 rồi. Đấy, tay này nhẹ càng cái. Ôi chết 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 chết. Lít rưỡi thôi anh em ơi, lít rưỡi thôi. Mức vốn nhỏ mà. Đối với những anh em vốn nhỏ thì chúng ta sẽ phải chơi như thế nào thì anh em hãy cùng theo dõi. Mỗi ca chúng ta chỉ cần 3 lít đến 5 lít thôi. Tuy nhiên là tay vừa rồi mình đánh nó hơi bị quá tay một chút nên là nó lãi hơn 5 lít rồi, 5 lít rồi. Rồi, ok chưa anh em? 2 3 4 2 3 4 9 tài 9 tài 9 tài 9 xỉu. Đấy, lịch sử nó đang chạy ba cái tài một cái xỉu của cái lịch sử xỉu 9. Thì bây giờ mình tiếp tục công thức này. Bây giờ là 9 cộng to và 9 cộng nhỏ. Đây 9 cộng to là 9 cộng 4 là 9 cộng 4 và 9 cộng 2 kết quả giống nhau đều lẻ. Bình thường lẻ tài ta đi lẻ xỉu chạy xuống đây. Ok luôn. Tay trước là lít rưỡi đúng không? Tay này ui ui chết chết chết. Xin lỗi anh em có quen tay. À, tay này vào 2 lít thôi. Vào 2 lít thôi anh em nhé. Đối với những anh em vốn nhỏ thì chúng ta chỉ nên đánh 1 lít một phát thôi, chẳng qua là mình cái kinh nghiệm của mình nó có sẵn rồi nên là mình sẽ tự tin hơn. Rồi, ok cho anh em, công thức chuẩn đét luôn đúng không? Rồi lên 1 viên 9 rồi. 1 viên 9 rồi. 4 này, xỉu 4 này đúng không? 4 cộng 1 là 5 lẻ tài. Đấy. Tay trước được to, tay này vào nhỏ thôi, vào 1 lít thôi. Đấy. Đây cái video này thì mình hướng dẫn những anh em là chúng ta vốn nhỏ chúng ta vào tiền. Vốn nhỏ thì chúng ta vào tiền. Ok. Anh em nào mà chúng ta thứ nhất là đã vốn nhỏ rồi này, thứ hai không có kinh nghiệm này, thì em lưu ý thật kỹ, anh em xem video của mình, anh em phải xem đi xem lại để chúng ta có thể nắm được cái cách bắt cầu để anh em không tránh bị mất tiền oan anh em nhé. Mình ngày xưa thì cũng mới chơi nên là cái lúc đầu ấy kiểu nó cũng dễ, nó dễ kiểu thường là lính mới nó hay hay chiều ấy anh em hiểu không? Đấy là kiếm được tiền nhưng mà sau là toàn thua thôi. Rồi tiếp tục rực rỡ rồi, tiếp tục rực rỡ rồi anh em ơi. Công thức tương đối là chuẩn đấy, công thức tương đối là chuẩn. Xỉu cộng to à, xỉu cộng nhỏ và tài cộng to đấy. Tiếp tục tài cộng to là 12 cộng với 5 đấy, 17 17 lẻ tài, 17 lẻ tài phong và tài đúng không, trải cầu 22. Ok tay này thì mình vào 95k lẻ thôi đấy, không ai bắt tay nào phải đánh to, không ai bắt tay nào phải đánh nhỏ. Ok chưa anh em? Em chơi về chiến thuật bỏ nhỏ như thế đúng không? Chơi về chiến thuật bỏ nhỏ thế nó mới thành công được. Ngày xưa thì mình chơi
cái con Zig VIP. Zig VIP đấy, thời đấy là nạp thẻ anh ạ. Nạp mà bằng thẻ cào. Hồi chơi ngày có 1 lít 2 lít sướng lắm. Bây giờ thì mình chủ yếu là mình chơi con này. 3 4 5 ui giời. Bú tiếp anh em ơi, công thức rất chuẩn này. Công thức rất chuẩn anh em nhá. Công thức rất chuẩn luôn. Ai rồi lên hai lên lên hai viên rồi, lãi được 1 viên rồi, rực rỡ quá Bây nhỉ. giờ Tiếp tục bạn này, có thể đặt cược. 12 với lại 5 12 là 3, kết quả giống nhau, đều lẻ đúng không? Đều lẻ, bình thường nó đi lẻ tài, thế này mình sẽ phải đi lẻ xỉu trả về đây phù hợp cầu 22. Tuy nhiên thì tay này mình vào 86k thôi. Rồi, đây là một cái video chia sẻ cho anh em cách bắt cầu với mức vốn siêu nhỏ anh em nhá. Đấy, siêu nhỏ nhưng chốt lãi cũng vẫn là ok. Giả dụ một ngày anh em có tầm 3k, anh em dành 3k, anh em vào mỗi k anh em chốt cho mình 1 viên thì một ngày có 3 viên, 3 viên một tháng có 90 viên. Ôi ôi, gần trăm củ một tháng, quá rực rỡ đúng không anh em? Mặc dù mức vốn rất nhỏ. Mặc dù mức vốn rất là nhỏ luôn. Rồi, uy tín chưa anh em? Uy tín chưa? Đấy, lại lụm lúa rồi, lại lụm lúa rồi. Đánh thế này thì chết thôi, đánh thế này nhặt cái thì chết thôi. Ok, công thức đang rất là chuẩn. Tiếp tục này. 8 cộng 1, 8 cộng 5 đều ra kết quả giống nhau, đều lẻ, bình thường lẻ tài tại mình sẽ đi lẻ xỉu lại lẻ khớp với cầu 22. Tuy nhiên thì tay này mình chỉ lẻ 67k thôi, đánh chiến thuật bỏ nhỏ anh em nhá. Chiến thuật ăn non bỏ nhỏ. Nốt tay này anh em nhé, nốt tay này. Thành công hay thất bại thì mình cũng sẽ đều chốt lãi anh em nhé. Vốn 1 viên mà bây giờ lên 2 viên 1 rồi này. Đây, 1 viên lên 2 viên 1 rồi. 2 viên 1 rồi thì quá ok đúng không anh em? Tay này thành công nữa thì mình chốt, mà cũng không thành công cũng chốt anh em nhé. Như vậy là quá rực rỡ rồi. Bây giờ bạn có thể đặt cược. Nào, chúng ta sẽ cùng chờ đón kết quả tay cuối cùng. Rồi, tay này thì vứt luôn đĩa, ném luôn đĩa này. Ok, tay cuối cùng không thành công anh em nhá. Như vậy là cái xu hướng cầu công thức đấy của mình thì tỷ lệ là 10 ăn 8 rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ chốt lãi ở mức 2 viên 1 anh em nhá. Với mức vốn ban đầu là 1 viên, chốt lãi 2 viên 1 quá rực rỡ rồi. À, anh em xem video của mình cảm thấy hay, anh em đừng tiếc mình một like và đăng ký kênh mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.